lên 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 tay lên tay lên 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 em Hồng đấy, thấy chưa, các bạn huấn luyện nó như vậy à, sau này nó cũng thế thôi, nó cứ tìm đến móng tay mình nó ăn à. Đó. Thì đang nói dở là khi các bạn bón là các bạn đưa tay thế này để cho nó cái khe tay của mình này nó tạo thành một cái, nó tạo thành một cái hố mà nó có cảm giác như con nó đang rúc vào mồm của con chim mẹ, và hai cái khe miệng của nó ngáp ngáp này thì các bạn đưa cái đầu vòi xin anh, và các bạn đừng đưa sâu quá, các bạn chỉ đưa theo kiểu là lướt như kiểu con mẹ nó ợ vào miệng thôi, chứ con mẹ nó có mỏ mỏ con mẹ nó có rúc vào trong đâu, thì các bạn làm gì nó sẽ bị tổn thương cái họng của nó, mà các bạn chỉ cảm giác như kiểu là nước nó chảy vào thôi, mà nước thì nó chảy xuôi đúng không, nó chảy vào cổ thì con chim non nó sẽ có cái cảm giác là gì, được đón nhận cái ợ ra và nó ức 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 thì nó sẽ không bị bục diều, nó sẽ không bị sưng cổ. Các bạn nuôi mà không có kinh nghiệm là một thời gian là nó chọc vào đấy là nó bị sứt cái phần cái bầu cái cầu của họng diều này này, khi các bạn bón nó cứ bị lôn ra chớ ra, bởi vì nó bị đau đau nó chưa lành, nó cứ chọc mãi vào thì nó gây cổ, nó như mình bị đau họng đấy, chớ ra ăn bao nhiêu chớ ra hết thì gầy mòn dần dần chết. Đấy là một cái lỗi mà các bạn có lẽ là chưa hiểu ra cái nguyên nhân đúng không ạ? Và hôm nay các bạn thấy là rất đơn giản, đây là cái nọ thuốc đau mắt của người đó. Nếu như các bạn thấy chim các bạn đau mắt thì các bạn bắt ra các bạn nhỏ mỗi ngày 2 lần trong vòng 3 ngày là sẽ khỏi nhé, đó là một cái thực tế, một điều chắc chắn luôn. Thì quý vị các bạn có gì hay gọi thẳng vào số tổng đài của bên mình cũng như số cá nhân của mình là 0163 5305982, và cái số tài khoản giao dịch của mình là Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Ba Vì với cái chủ tài khoản đứng tên là Vũ Văn Thao, và số tài khoản là 22 10 205 156 681. Chim nhè đang được tắm nắng nhé. Ok, trên đây là cái một chút buổi chiều
Mình cũng chia sẻ với các bác như một chút về cái hình ảnh về những con chim cô gái đang yêu. Đó, các bạn nghe thấy chim bố mẹ cái chưa? Đấy. Giọng gì các bạn tự biết đúng không? Đấy. Con đực nó lên ổ, nó cắm đầu xuống và nó rung rung cánh, nó đang giục đẻ, nó đang đấy, chim mái uống nước.
đáng yêu chưa? Các bạn thấy đáng yêu chưa? Quá đáng yêu đúng không? Quý vị các bạn có nhu cầu mua chim cú gáy non, chú gáy bố mẹ, chim cung gáy khách, chim gáy mồi và những con chim lạ về âm giọng cũng như lạ về màu sắc và dáng dấp thì quý vị có thể gọi cho tôi. Số điện thoại là 0163 5305 982. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh Chim Vui Hay của Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt. Ok, em Thao gửi anh Hải nhá. Đấy, chim đây. Đấy. Đấy, chim này. Chim. Đấy. Được chưa?